đó là mọi phần tử trên cái trang web ta đã được xem là cả một cái chiếc hộp tỉnh nhật. Cái hộp này bao gồm các thủ tục tỉnh Merge, chính là cái vùng trống xung quanh đỉnh liền. Mặc định thì Merge là hoàn toàn trong suốt và không có một người. Đối với border, nó chính là cái đường bao xung quanh cái đường đệm và nội dung. Thì đường viền được mặc định thiết lập nếu có thì bị tác động bởi cái màu nền của hộp. Tiếp theo là cái vùng phát binh. Vùng phát binh là cái vùng khoảng không xung quanh nội dung. Thì phát binh này cũng bị tác động bởi màu nền của hộp. Hay nói khác, nếu như bạn thiết lập cái thuộc tính background color thì những cái thằng như content, phát binh và border bị tác động. Nhưng riêng thằng margin không. Vùng content tức là vùng nội dung của hộp chính là nơi mà chứa cái nội dung về văn bản hay là hình ảnh hoặc cái phần tử khác. Vậy trước tiên là chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại về cái hộp này. Thông qua một cái ví dụ tôi reset lại. Thì các bạn sẽ thấy này, bản thân cái thằng body nhá, nó đã là một cái hộp. Chỉ có điều là cái hộp này khi mà chúng ta mở ra với cái nội dung mà không có gì thì bạn sẽ nhìn thấy nó trắng trơn. Nhưng mà chúng ta có thể quan sát được hình thù của nó thông qua cái việc inspect. Thì bạn sẽ thấy này, đầu tiên là cái thằng HTML, sau đó là cái thằng body. Thằng body bạn nhìn thấy khi tôi zoom vào đây nhé. Đầu tiên là thằng HTML nhé. Bạn nhìn thấy là margin border padding bằng 0 hết. Thằng này có độ lớn 1608. Nhưng với thằng body, chúng ta nhìn thấy nó có độ lớn 1584 nhân 0. Nguyên nhân là cái giá trị 8 ấy. Giá trị 8 hiện tại đang là giá trị margin. 8 đang là margin, content của body chỉ là 1584 thôi. Vậy thì khi mà tôi nhìn vào cái thằng HTML, bạn nhìn thấy nó là 1600, tức là trừ đi 16. Tại sao lại trừ đi 16? Vì lúc này thằng HTML này sẽ trừ đi cái, thực ra thằng body sẽ trừ đi cái 12 cái giá trị là 8 x 2. Bởi vì HTML là cha của body, mà body đang có khoảng cách với cha nó là 8 pixel 2 chiều trái phải. Như vậy 16 cộng với 1584 đó chính là 1600 bằng độ lớn của cha nó. Nhưng riêng thằng body thì nó không có con. Do nó không có con cho nên là độ cao của nó bạn nhìn thấy bằng 0. Nếu như tôi thêm một cái đứa con mới vào đây, có thể là một đoạn văn bản gì đó, lúc này bạn sẽ nhìn thấy thuộc tính của body thay đổi. Body không phải là có chiều cao bằng 0 nữa, mà bây giờ body có chiều cao là 18 pixel do cái độ cao của cái nội dung nó đang chứa. Tiếp theo nữa, nếu như bên trong body này không phải là một đoạn văn thông thường mà nó là một cái khối chứa khác nào đó, tôi lấy ví dụ như nó là một cái khối chứa parent,
Và bên trong khối chứa parent này chứa một cái đoạn văn. À, thì các bạn sẽ thấy lúc này body của chúng ta có độ lớn không thay đổi, và chúng ta có thêm một cái khối chứa, một cái hộp khác là cái hộp parent. Hộp này mặc định không thay đổi thì nó sẽ có cái thuộc tính mặc định theo cha nó là độ rộng, và thuộc tính độ cao theo nội dung nó chứa. Vậy trường hợp nếu như thằng body này có nhiều hơn một đứa con, thì bạn sẽ nhìn thấy độ lớn của body chính là tổng độ lớn chiều cao của hai con. Vậy nó chính là 36. Bây giờ tôi sẽ định dạng cái thằng body thông qua việc gọi và định dạng vào thằng CSS. Tôi lấy ví dụ, tôi sẽ định nghĩa cái thằng body với thuộc tính về đường viền. Một pixel. Bạn nhìn thấy khi tôi định nghĩa cái tính đường viền, lúc này chúng ta nhìn thấy là thằng body này thay đổi. Thằng body thì còn nó có thêm cái thuộc tính đường viền này. Vậy bạn nhìn thấy từ cái độ lớn là 1584, thằng body, riêng thằng body thôi nhé, nó đã trừ đi hai cái pixel này, 1 × 2, nó còn 1582. Bây giờ điều gì sẽ thay đổi tiếp theo nếu tôi đặt đây cái thuộc tính phát đi? Tôi cũng nói là 5 pixel. Bạn nhìn thấy tiếp tục body thay đổi. Tăng từ 1582 nó trừ đi 5 × 2, còn 1572. 1572. À, đấy là cái thằng body nhé các bạn nhé. Đấy là cái thằng body. Thế là với cái thằng bên trong của nó, ví dụ như là cái thằng parent 1. Tôi cũng định nghĩa background color aquarium. Bạn nhìn thấy bên trong của thằng body, chúng ta có thằng con là thằng parent 1. Thằng này cũng đang là một cái hộp. Vì thằng body ấy, cái thuộc tính content bây giờ chỉ là 1572, thì thằng parent 1 có chiều cao mặc định thì không đổi đâu theo nội dung, nhưng chiều rộng thì theo cha nó tức là 1572. Vậy ta đi xét riêng thằng này. Thằng này ta vừa mới thiết lập, tôi vừa mới thiết lập cái thuộc tính background color. Thì bạn nhìn thấy cái background color này nó bao gồm cả border và body. Vậy tôi chúng ta thử quan sát xem rồi. Bây giờ ta cho cái thuộc tính đường viền cũng là một pixel, nhưng mà không cho kiểu dash nhé, mà kiểu dot, và ta cho nó một cái màu kia là parent một. Màu này khó nhìn, đổi sang một cái màu khác tối hơn một tí. Bạn nhìn thấy đây, nó đang có cái đường viền. Chỉ điều tôi đang định nghĩa đường viền này là kiểu chấm chấm chấm, khó nhìn. Tôi đổi về solid đặc. Thì bạn nhìn thấy cái thằng parent 1 đang có cái khối viền xung quanh. Để cho các bạn dễ nhìn cái thằng này, tôi cho thêm cái khối này một cái thuộc tính chiều cao. Vậy nếu như bạn không thiết lập gì, chiều cao của nó auto theo content. Bây giờ tôi cố tình thiết lập chiều cao lớn hơn để các bạn nhìn rõ cái khối này. Đó. Thì bạn nhìn thấy là cái thằng parent 1 đang là một khối khối mà nó có cái khoảng cách so với cái khối cha của nó. Thì khoảng cách này là do cha nó có vùng đệm. Thế nhưng mà ta nhìn thấy riêng cái thằng body không thiết lập gì nhưng lại có một cái khoảng cách.
Thì khoảng cách này là khoảng cách do cái thuộc tính margin của thằng body. Chúng ta không nói gì nhưng đó là thuộc tính mặc định. Vậy thì sau này bạn nào muốn trang web nó nhìn nó đẹp hơn, chúng ta hay thường muốn thằng body này nó bám sát vào cha nó, chúng ta hay thiết lập một cái thuộc tính là margin không pixel. Đấy, bạn nhìn thấy thằng body bám sát cha nó, cái khối đường viền đang ba màu đỏ, cái tăng cái kích cỡ lên để bạn dễ nhìn. Thằng body đang bám sát cha nó rồi. Thì chúng ta phải hiểu về cái hộp này thì các bạn mới hiểu để tùy chỉnh được cái nội dung như trên. Lúc này bạn nhìn thấy content của body là 1586 do tôi vừa loại bỏ đi margin cộng với tôi vừa thay đổi lại border. Thì thằng parent 1 này nó sẽ chỉ còn 1584 do nó trừ đi cái hai thằng giá trị border. Tuy nhiên ấy thì các bạn có thấy có một cái hiện tượng này. Bây giờ nếu như mà tôi thiết lập cái tính width cho thằng này, width, tôi giả sử thằng này, tôi bảo thằng này chỉ có 500 pixel, thì bạn sẽ thấy có một cái hiện tượng này. Cái độ lớn của thằng này khi nó dê chuột vào nó đang là 502, nó đang là 502 nhé. Do cái thuộc tính width tôi thiết lập, bạn đã nhớ này, width mà tôi đang thiết lập thì nó chỉ mặc định hiểu đây là content. 500 này cộng với 1 x 2 thì là 502. Vậy nếu mà tôi thiết lập thêm padding, padding của cái thằng parent 1 ấy, cũng 1 pixel, thì bạn sẽ nhìn thấy độ lớn của thằng parent 1 này bây giờ là 504. Vậy thì rõ ràng hiện tại bạn nhìn thấy độ rộng, tổng độ rộng của cái hộp ấy, đấy, nó đang là 500 cộng với 1 x 2 cộng 1 x 2 thì là 504. Vậy nếu mà tôi thiết lập thêm margin thì sao? Giả sử 5 pixel. Bạn hãy nhìn thấy cái độ tổng độ rộng của hộp này hiện đang không đổi nhé. Vẫn là 504. Nhưng mà nó có khoảng cách thêm so với cha nó. Gì? Thế bây giờ một số bạn muốn cần gì? À, các bạn muốn là tôi muốn 500 này này phải là bao gồm cả border cả padding thì làm thế nào? Nghĩa là tôi muốn tổng độ rộng của một cái khối tôi đang thiết kế nó chỉ là 500. Thế còn lại khi tôi thiết lập border và padding rồi còn bao nhiêu là content? Thì lúc này chúng ta cần quan tâm tới một cái thuộc tính được gọi là box sizing. Bạn nhìn thấy cái thuộc tính box sizing này này, nó đang có chứa giá trị là content box. Tức là khi mà chúng ta có điều chỉnh cái kích thước của một cái hộp, thì cái kích thước này chỉ là kích thước của vùng content thông qua cái thuộc tính width size. Thế bây giờ bạn muốn điều chỉnh các cái thuộc tính liên quan tới hộp mà nó ảnh hưởng đến cả tổng độ lớn của cái hộp, chúng ta sẽ chuyển đổi cái giá trị của thuộc tính box sizing như sau. Bây giờ tôi nói rằng là box sizing không phải là content box nữa mà phải là border box. Nó mang hàm ý là bây giờ những cái thuộc tính liên quan đến độ lớn, độ cao và độ rộng đây này, nó sẽ là cái thuộc tính của toàn hộp. Thế thì khi tôi thiết lập width là 500, nó sẽ hiểu bây giờ 500 này là tổng độ lớn của hộp, bao gồm cả border và padding. Do đó bạn nhìn thấy nó sẽ lấy 500 này trừ đi border và padding, thì thằng content bây giờ tự động còn 496. Đấy là sự khác nhau của các cái thuộc tính độ rộng, độ cao mặc định và sự thay đổi của nó khi tôi chuyển giá trị box size. Bữa nay các bạn có câu hỏi gì không? Chắc có câu hỏi gì không nhỉ? Không ạ. Tôi phân tích cái thuộc tính này để mà bây giờ tôi lấy ví dụ.
Khi các bạn áp dụng các kỹ thuật để phân chia cột, giả sử tôi nói tới cái thằng là float trước nhá, tôi nói tới thằng float trước. Float là một kỹ thuật mà chúng ta sử dụng để có thể nhé, tôi dùng có thể bởi bây giờ ít khi ta dùng cái thằng này để phân chia hàng cột nữa, mặc dù có thể. Nhưng tôi dùng luôn cái thằng này để ta hiểu về cái việc là bây giờ áp dụng vào cái phân chia cái cột trong cái ví dụ này nhé. Thế này trở lại cái ví dụ của chúng ta này, bây giờ tôi sẽ sửa lại cái chỗ một đoạn văn ví dụ ở đây này, tôi sửa thành là cột 1. Đây một đoạn văn ví dụ, tôi sửa thành cột 2. Thế thì bây giờ tôi sẽ định dạng tiếp tục cái thằng parent 2. Tôi sẽ định dạng một số cái thuộc tính như thế này, giống với thằng tên. Tạm thời tôi bỏ đi padding và margin, tôi giữ lại mỗi thằng và đổi nó. Đổi màu này. Bạn nhìn thấy bây giờ tôi đang thực hiện một cái ví dụ. Bây giờ tôi sẽ cố tình thiết lập như sau này. Thằng body là cha, với hai thằng này là con. Body nếu mà chúng ta không thiết lập gì thì độ lớn của nó theo độ lớn của cha nó về độ rộng. Mà tôi sửa cái đoạn code này đi một chút, tôi nhét hai thằng parent này vào bên trong một cái khối gọi là wrapper. Để bây giờ tôi muốn định dạng cái độ lớn của thằng wrapper, tôi muốn định dạng nó một độ lớn cố định để các bạn quan sát về việc chúng ta hiểu được phân chia. Giả sử tôi có độ lớn là 800 pixel, tôi đổ vào đây cái màu nền tạm thời các bạn phân biệt cùng này. Yellow. Rồi, mời bạn nhìn thấy này, cái vùng màu vàng này này, thực ra nó không phải chỉ có cái góc này đâu, mà đang màu bao gồm cả cái vùng phía bên dưới, nhưng bởi vì nó bị che bởi hai đứa con của nó. Vậy bạn nhìn thấy ở trong trường hợp này, con của nó đã che lấp một cái phần của vùng cha. Do độ lớn của cha đang là 800, độ lớn của con đang chỉ là 500 pixel thôi. Bây giờ, một trong số kỹ thuật mà chúng ta thấy rằng sau này chúng ta có thể căn chỉnh một cái phần tử vào giữa cha của nó chính là áp dụng thuộc tính margin với giá trị không auto. Hoặc là cái gì đó auto. Auto chính là cái thuộc tính để áp dụng vào cái chiều thứ hai ấy, chiều left right. Lúc này ra thử xem là cái khối màu vàng này đã căn vào giữa. Cái khối màu vàng nhé, mang cách đều hai bên này. Thì tôi sẽ chứng minh cho các bạn sẽ thấy là cái thằng con của nó, thằng con của nó ví dụ như thằng parent 1. Nếu như bạn tiếp tục áp dụng Merging không auto. Đấy, bạn nhìn thấy là cái thằng con của nó đang căn vào giữa cái kìa. Nó cách đều hai bên. Nó lộ ra cho thấy là cái cha nó đang có toàn bộ cái nền màu vàng. Thế nhưng bây giờ tôi không dùng cái đơn vị là tuyệt đối nữa. Tôi dùng đơn vị tương đối để nói rằng thằng này có độ cao, độ rộng 50% cha nó. 50% nhé. Và tôi không căn chỉnh ở giữa. Bỏ đi, margin auto. Tôi cũng nói rằng cái thằng con thứ hai cũng có độ rộng 50%. Thế thì lúc này một số bạn đang muốn rằng là cái thằng con của nó ấy, nó sẽ phải xoay, có cách nào để xoay ngang lên cho hai thằng này nằm trên cùng một hàng.
Thế thì thuộc tính float chúng ta có thể áp dụng như sau. Hiện tại bạn nhìn thấy độ cao của thằng wrapper tôi không để gì nhé, nhưng độ cao của con thì tôi lại có thế này. Bây giờ tôi sẽ xoay cái khối con đầu tiên là cái khối parent một như này, float left. À, bạn sẽ nhìn thấy là khi tôi xoay là float left, con của cái thằng thứ hai ấy, là cái thằng parent 2, bạn thấy nó đang bị tác động theo. Tại sao nó bị tác động theo cái gì mà bây giờ ta không nhìn thấy cái nền của cái thằng cột 2 đâu? Nó đang bị thằng parent 1 đè lên và thằng 2 đang ẩn phía dưới. Vậy nếu như chúng ta cũng áp dụng vào cái thằng số 2 này cái thuộc tính float left, thì bạn sẽ nhìn thấy thằng số 2 này đang nằm phía bên phải thằng số 1. Hoặc bạn có thể dùng right cũng được, không nhất thiết phải left. Và cho kết quả như nhau. Nhưng bạn nhìn thấy là do tôi đang đặt cái thằng box sizing này là border box, nó hiểu rằng tổng độ rộng của hai thằng này luôn là 50%. Nhưng nếu mà chúng ta không đổi thằng này nhá, chúng ta không đổi cái thuộc tính box sizing này này, mà chúng ta bỏ cái thuộc tính này đi, thì nó bị đẩy xuống. Ai biết nguyên nhân là gì không? Ai biết nguyên nhân là gì không? Nguyên nhân lúc này là do thằng này độ rộng của nó content không đã chiếm 50% rồi, nó cộng thêm thằng border này nữa, dẫn tới tổng độ lớn của hai phần tử con bây giờ là 100% cộng thêm với phần border này, vượt quá khả năng chứa của phần tử cha, vì vậy nó không nằm trên cùng một hàng được, bị đẩy xuống. Vậy trong trường hợp này các bạn sẽ thấy rằng chúng ta không thể để giá trị là 50%, mà nó phải là một con số nhỏ hơn 50%, nhỏ hơn 50%. Đây là cái trong trường hợp tôi đang nói thằng ở phía bên trái đang là box sizing nhé. Giả sử bạn lại không có box sizing nữa đi, thì bạn nhìn thấy nó còn phải là tổng độ lớn cộng thêm với border của hai. Vậy giả sử nó không phải là 50% nữa, thậm chí nó chỉ là 49 thôi chẳng hạn. Như này nếu mà tôi để 49, bạn sẽ thấy 49 cộng với 50 là 99%, do 1% còn lại nó đang có khả năng chứa cho một cái pixel. Nếu mà tính như thế này thì cái việc phân chia của ta nó không khít, nhé, nó còn dư thừa do cái 1% còn lại của cái thằng 800 pixel chia ra thì là 8 pixel ứng với 1%, tổng độ lớn của hai thằng border này nhân lên mới là 4, vẫn còn dư 4 pixel nữa, nó tạo ra cái vùng trống rồi. Đó, thì bạn sẽ thấy cái thứ nhất, quay trở lại cái thuộc tính liên quan đến box, chúng ta cần phải hiểu về cái bản chất của cái thuộc tính độ lớn này để mà cho phân chia. Vậy một là bây giờ bạn muốn phân chia nó mà lại bao gồm có quả border các thứ, thì bạn sẽ phải tính toán lại cái thuộc tính độ rộng nhé. Bạn phải tính toán lại thuộc tính độ rộng, tính toán theo cách nào? Một là bạn áp dụng vào đây cái thuộc tính box sizing như vừa rồi ta đã làm, để nói rằng là cái thằng width này nó đã bao hàm cả cái thằng border rồi, thì khối này nó sẽ phân chia cái giá trị width chuẩn xác chúng ta. Đây là cách một. Cách hai, nếu như bạn không áp dụng thuộc tính box sizing nhé, thì bạn phải tính toán lại cái độ lớn của thằng width. Thì một số bạn có xem qua thấy rằng là chúng ta có một cái thằng đây, tôi đang để mô minh họa ví dụ nhé. Chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng cái thằng width này, một số bạn hay áp dụng cái thằng phương thức scan. À,
Vậy chúng ta thử nhớ lại cái bài mà chúng ta đang học cái phần CRM, liệu rằng là cái thuộc tính can này, cái phương thức can này của thằng CRM áp dụng vào trong việc là tính toán giá trị độ lớn của nó bằng 50% trừ 1 để trừ đi cái border, liệu rằng áp dụng như này có được không? Width. Vì border ở đây bạn nhìn thấy đang nói rằng độ rộng của nó trừ đi 2 nhé, trừ đi 1 thì không được, nhưng mình trừ đi 2. Tuy nhiên là border ta phải là border nhân với 2 chiều. Bạn nhìn thấy, đây cũng chính là một cái cách thức chúng ta có thể tính. Thế thì nếu mà chúng ta không áp dụng cách này thì chúng ta áp dụng box sizing thì bản chất của nó đã làm cho ta cái cách như vậy. Bản chất của nó đã làm cho ta cách như vậy. Rồi, thì đó là một số cái phân tích về thuộc tính float. Sau đây để các bạn nhìn rõ về ý nghĩa của cái thuộc tính này, xin mời các bạn xem cái video sau. CSE Float X Length. Cái thuộc tính float này là một thuộc tính gây khó khăn cho nhiều bạn khi hiểu ấy. Nên tôi đã search cho bạn một cái hình ảnh 3D, chúng ta hiểu rõ về cái hình ảnh kết quả của nó. À, nó đang giải thích rằng giả sử bạn có một cái trong web, trang này bạn đang chèn vào nội dung của nó gồm 4 phần tử là 4 cái hộp có kích cỡ bằng nhau. Vậy theo cái chiều cốt mặc định, nếu không thay đổi gì, 4 cái hộp mới được sắp đặt như thế này. À, bây giờ nó nói rằng điều gì sẽ xảy ra khi nó thực hiện float với phần tử màu đỏ. À, quan điểm đến hiện tượng ở đây chính là khi một phần tử được float, nó tách khỏi cái layer mặc định của nó và nó nổi lên phía trên và nó vẫn bám sát vào góc trên bên trái cha nó. Tuy nhiên cái khoảng trống của nó ban đầu nó sẽ để lại để cho những phần tử khác dồn lên. Và đấy chính là cái hiện tượng lúc nãy các bạn nhìn thấy, tại sao cái khối parent 2 của chúng ta nó chỉ có cái chữ không nhìn thấy cái khối của nó đâu. Nó đã bị chèn lấp. Do ở phía trên nó đang là khối màu đỏ. Thì đây là hình ảnh hóa của nó nếu mà ta nhìn theo cái chiều 3D. Trong trường hợp chúng ta float tiếp các cái phần tử khác, ví dụ như khối màu xanh. À, bạn sẽ nhìn thấy là cái khối màu xanh này tiếp tục nổi lên. Nghĩa ra nó sẽ bám vào phía bên trái cha nó, góc trên bên trái, vùng bên trái. Tuy nhiên cái vùng này đang được chiếm bởi cái khối màu đỏ rồi. Trên thằng này nó sẽ hiển thị bên phải cái khối màu đỏ. Và tiếp tục theo nguyên tắc, cái vùng trống nó để lại sẽ được dồn. Tương tự nếu như các bạn load các cái phần tử khác thì nó hoạt động theo cái nguyên tắc tương tự. À, như vậy các bạn sẽ thấy có một cái hiện tượng. Các bạn nhìn thấy một hiện tượng. Đó là những cái phần tử còn lại của nó, nếu như mà chúng ta không tác động gì, nó cũng bị cuốn trôi theo. Và đây chính là một cái đặc điểm của những cái thằng mà có sử dụng cái thuộc tính float, nó sẽ vô tình kéo theo cả những phần tử không liên quan. Tôi lấy ví dụ bây giờ chúng ta có một cái khối là khối no parent.
Tôi đặt cái tên do lúc nãy tôi lười sửa thôi chứ. Cho cái từ parent ở đây đang chưa có ý nghĩa gì cả. Tôi cứ đặt như vậy để các bạn bây giờ tôi giả sử cho thằng này cái màu này tí giờ các bạn không biết. Cho thằng này cái độ cao nhé. Thì các bạn sẽ nhìn thấy về mặt kết quả nhé của chúng ta ấy. Kết hợp một đoạn văn ví dụ đây này, rõ ràng nó có chiều cao, nó có màu nền, nhưng bạn thấy nó đang bị kéo theo, nó đang bị kéo theo và bị che lấp bởi vì khối này. Thì đó chính là một cái dạng tác động của cái thằng này, float, gây ra những cái kết quả chúng ta không mong muốn. Vậy thì để ứng phó với tình huống này đi kèm với thuộc tính float, chúng ta có một cái thuộc tính clear. Thuộc tính này sẽ được đặt vào những cái khối phía bên dưới của những thằng đang có float để loại bỏ đi tác động của những thằng float ở phía bên trên. Tôi lấy ví dụ trong trường hợp này, thằng này đang bị cuốn theo do cái thằng phía bên trên của nó có float, thì nó sẽ áp dụng cái thuộc tính clear. Ở trên đang dùng float gì? Nếu đang dùng float left thì nó sẽ có left. Nhưng nếu mà ở trên nó dùng cả là left lẫn right, ở dưới chúng ta sẽ có both. Kết quả bạn nhìn thấy thằng này không còn bị cuốn theo nữa, nó trở về cái trật tự mặc định rồi. Thì trên đây là một số những cái phần phân tích lý thuyết về thuộc tính float để áp dụng vào cho bài toán phân chia cột. Nhưng tôi vừa mới nói với các bạn, thuộc tính này bây giờ ít được sử dụng trong phân chia cột nữa, mặc dù nó có thể nhé, mà nó được sử dụng vào trong những cái thành phần ở trên các cái trang trang báo. Tôi lấy ví dụ khi bạn vào một cái trang như trang Vietnamnet, VN, bạn sẽ thấy nó được ứng dụng vào trong những việc như là xây dựng các cái menu này, các cái menu mà nó là cái dạng danh sách, bây giờ nó nằm ngang với nhau, hay nó được áp dụng vào trong cái việc như ở đây chúng ta muốn hiển thị một cái hình ảnh ở phía bên trái mà xung quanh nó được bao bởi văn bản. Đây tôi demo lại cho bạn hình dung ý nghĩa của nó này. Tôi lấy ví dụ ở cái chỗ no parent này. Bây giờ tôi sẽ sinh ra một cái khối ảnh và bên dưới của nó theo cái trật tự là một cái đoạn văn. Tôi cho cái đoạn văn này nó dài ra. À, kết quả bạn nhìn thấy, nếu mà không thay đổi gì nhé, cái hình ảnh nó ở trên, đoạn văn nó ở dưới. Tuy nhiên thì cái hình ảnh này đang rất là lớn. Tôi sẽ select để cho cái hình ảnh nó nhỏ lại. Tôi cho cái hình ảnh này chỉ hiển thị với độ lớn 100 pixel. Cho to lên một tí nữa, 200. Thế thì bạn nhìn thấy là cái hình ảnh này đây, theo cái trật tự mặc định của nó, hình ảnh nằm phía trên, ảnh nằm phía dưới. Không. Thế nhưng bây giờ tôi muốn là cái chữ này này, nó sẽ nằm bao xung quanh cái vùng bên phải của ảnh. Thì tôi sẽ làm một cái việc, đó là cái hình ảnh này tôi sẽ áp dụng thuộc tính float left. Thì cái vùng chấm còn lại nó sẽ được bao quanh bởi cái đoạn văn bản. Đấy, bạn nhìn thấy đoạn văn bản nó bao lên. Còn nếu như tôi muốn hình ảnh nó hiển thị phía bên phải để cho cái đoạn text nó bao xung quanh bên trái, thì tôi sẽ float này sang right. Đấy, thì bạn sẽ nhìn thấy cái khối văn bản text của chúng ta nó bao xung quanh. À, đến đây một số bạn thì tất nhiên nó không liên quan đến phần này, nhưng các bạn hỏi luôn thì tôi trả lời. Một số bạn nói rằng à, em muốn cái thằng P này này, cái văn bản của nó phải thẳng đều hai biên, tức là người ta gọi là cái thuộc tính text align, giãn đều hai bên ấy, justify. Yeah. Thế thì bạn nhìn thấy là cái khoảng văn bản này ấy, nó đang bám sát cái hình ảnh này nhìn không đẹp, thì có thể là bạn áp dụng cái thuộc tính margin. À, bạn nhìn thấy là tại sao em áp dụng cái thuộc tính margin không được, và đây chính là một cái vấn đề khi mà bạn
sau này bạn sẽ phải nghiên cứu để mà style nó. Và biết là nguyên nhân vì sao cái thằng P này ấy, hiện tại thì nó không áp dụng margin được không nhỉ? Hay nó khác là chúng ta áp dụng margin vào đây nhưng thấy nó không có tác động. Bạn biết không? Và đây thì là một cái vấn đề, một cái loại nghiên cứu các bạn sẽ thử từng thử hình dung trong đầu xem thằng này đang dùng float, vậy tại sao ta không merge được nhé. Tiếp theo này, vậy không merge được thì chúng ta có thể áp dụng ví dụ như padding không? Đó, gợi ý cho bạn nhé. Bạn nhìn thấy là tôi đang áp dụng padding nhé. Đấy. Nó bạn nhìn thấy, bạn nào để ý kỹ thì nó có thay đổi nhé. Đấy, nhưng mà thay đổi này thì tại sao nó cũng không tác động được vào cái khoảng cách so với thằng IMG. Một ví dụ khác về cái thằng float này. Tôi đưa lên một ví dụ khác về cái thằng float này là khi ta xây dựng một cái menu như bài hôm trước chúng ta đang làm quen. Giả sử bạn có 10 phần li. Đây. Bạn nhìn thấy khi ta xây dựng menu nhé, mặc định thì UL và LI nó thuộc phần khối block. Thì bây giờ ta muốn cái menu của ta giống như cái trang Vietnamnet thì làm thế nào? Tất nhiên cái việc của bạn chỉ việc sửa ở đây cái nội dung thành chính trị thời sự. Đó. Hay là thậm chí tôi ôn luôn lại bài cũ cho bạn quan sát và nhìn thấy cái thành phần đầu tiên ở trong cái danh sách này nó là cái biểu tượng ngôi nhà này, nó thay cho cái chữ trang chủ người ta để thành ngôi nhà. Thế thì nó thuộc về cái phần thư viện biểu tượng, một trong số đó là cái thư viện bạn có thể sử dụng câu awesome để sử dụng cái biểu tượng ngôi nhà. Các bạn sẽ cần gọi cái thư viện biểu tượng này vào trong cái trang web của mình cái đã, bằng cách copy cái link này và đặt vào trong cái khối head ở cái vùng đang định nghĩa CSS này. Thì thực ra bạn nhìn thấy đây tôi đang đặt rồi, tôi copy lại các bạn quan sát thôi. Thì khi tôi đã gọi cái thư viện này vào đây rồi, chúng ta có thể quay trở lại để vào cái trang chủ thằng Phong Awesome. Tại cái trang chủ của Phong Awesome, bạn sẽ search cái biểu tượng ngôi nhà. Ngôi nhà tiếng Anh là home, nó sẽ search cái từ home. Tôi lấy ví dụ tôi lấy cái biểu tượng là ngôi nhà là ống khói này đi, copy tôi thay vào cái chữ, nó chỉ là biểu tượng. Kết quả bạn nhìn thấy đây, nhưng cái vấn đề của chúng ta ở đây là cái danh sách này nó đang có cái gạch đầu dòng ở dạng dấu chấm. Tôi muốn loại bỏ đi thì nó thuộc về cái phần nào, thì sau đây ta chú ý đây chính là cái một cái phần bài tập các bạn được yêu cầu. Cái dấu chấm này do cái trục tính list style style của thằng UL, bạn muốn bỏ nó đi thì bạn có thể thiết lập có về list style cũng được mà list style type cũng được năng. Đấy, bạn nhìn thấy nó mất đi cái chấm ở đâu. Bây giờ muốn nó xoay ngang thì bản chất của cái thằng này là do phần tử li của chúng ta nó đang là dạng block, muốn nó xoay ngang bây giờ áp dụng cái trục tính float như ta đang phân tích left thì ngay lập tức toàn bộ cái phần tử chúng ta xoay ngang. Thế mà bây giờ xoay ngang không mà để như thế này nhìn nó xấu, ta muốn có một khoảng cách giữa các cái phần tử này, có thể áp dụng mỗi margin right không, ví dụ như 5 pixel. Đó, nó giãn cách nhau ra. Thế bây giờ cái menu này nhìn vẫn đang xấu, đúng không? Menu này nhìn vẫn đang xấu do cái khoảng cách của thằng trên nó đang bám sát vào cái thằng khối menu này. Tôi có thể áp dụng cái thuộc tính là margin bottom cho phần tử cha ở đây, ví dụ như 10 pixel. À, bạn nhìn thấy khi chúng ta gõ như thế này
Bạn nào mà gõ sai tên thuộc tính nó sẽ hiển thị màu không đúng, top tầng, đúng không? Có ai biết vì sao mà tôi đang thiết lập cái thằng nắp này rõ ràng có merge import tầng rồi, nhưng mà cái khối ở phía bên dưới của nó, thằng parent một, nó vẫn đang bám sát vào cái thằng này, nhìn chưa thấy cái việc tăng khoảng cách. Thằng parent một đây này, các bạn nào biết không? Đi ghi đề à? À, nguyên nhân là do cái thằng khối này của chúng ta nó đang nằm ở trong một cái vùng mà có cái thằng parent một, anh em của nó đang có thuộc tính gì đây, đang có thuộc tính gì đây? Lốt. Ừ. Các bạn xem đấy có phải là một cái nguyên nhân mà nó tác động vào không nhé? Đấy vẫn là nguyên nhân mà tôi nghiên cứu về thằng float. Vậy tiếp theo này, tại sao cái menu này nó nhìn xấu xấu như ở trên? Ví dụ như tại sao đây có gạch chân, màu này tôi không thích thì làm thế nào? À, thì các bạn sẽ thấy cái gạch chân này là do cái thằng thẻ A nhé. Chúng ta phải hiểu cái bản chất của cái giá trị đó là đang do cái thuộc tính của thẻ nào, do cái thuộc tính text decoration của thẻ A. Ta bỏ đi năm, mất đi gạch chân. Tiếp theo là cái màu sắc này chưa nổi bật, thì có thể là ta định nghĩa lại cái màu sắc. Màu sắc của chữ sẽ là color. Tôi lấy ví dụ đưa về màu đen rồi. Phông chữ nó hơi bé, tăng lên rồi. Bình thường thì nó đang theo mặc định và nó có thể đang là một gram. Đúng không? Nó nhìn thấy chưa đủ độ lớn, nó có thể tăng lên đến 1.25 gram. Vụ thế. Hay là cái phông chữ này nhìn nó không đẹp, đúng không? Nó chỉnh phông chữ, phông family. Không biết là các bạn đã đọc tới những cái bài này chưa? Tôi giả sử tôi chuyển về phông area. Tôi chuyển về phông area. Bạn nhìn thấy khi mà chuyển phông ấy, bản chất của cái cỡ chữ nó theo phông ấy, thì nó đã khác rồi. Tôi lại đưa về một gram. Nhìn 1.25 nhìn hơi lớn, 1 thì hơi bé. Tôi thử 1.1. Ví dụ này. Hay 1.2. Rồi thì bây giờ bạn nhìn thấy đây. Sau này bạn muốn là ví dụ như ULIA, bạn muốn hover vào nó đổi màu. Bạn có thể color over, 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 over. Cái đấy chính là các cái ví dụ về áp dụng của cái thuộc tính float. Tuy nhiên thì về mặt phân chia bố cục, chúng ta quay trở lại ví dụ. Bây giờ thì gần như là người ta cũng rất là ít dùng. Bây giờ người ta rất là ít dùng cái thuộc tính float, hay là cái thuộc tính và các giá trị của nó để mà phân chia cột. Chúng ta sẽ áp dụng hai kỹ thuật. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút, sau giờ ra chơi các bạn, chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Nghỉ giải lao 5 phút nhé. Bạn có thể xem trước ở phía dưới tôi có trình bày. Có hai kỹ thuật chúng ta sẽ sử dụng để phân chia cột, đó là với kỹ thuật sử dụng grid và với kỹ thuật sử dụng flex. Bây giờ 7:51, các bạn nghỉ giải lao tới 7:50 nhé.
Rồi, ok, ta quay trở lại nhé. Tức là để demo trong việc sử dụng cái kỹ thuật grid và kỹ thuật flexbox thì các bạn chú ý này, đây là hai cái kỹ thuật hiện tại đang được sử dụng để xử lý cho bài toán về phân chia bố cục hay là thiết kế bố cục trong web. Các bạn có thể search chi tiết để mà xem cái nội dung hay là những cái câu chuyện về hai kỹ thuật này. Bạn có thể gõ cái cụm từ là CDS, Flexbox và Grid. Thì nó nói rất là nhiều, đây là hai kỹ thuật được sử dụng mà lúc thì nó đứng cái vai trò nó là đối thủ của nhau. Có nghĩa là khi người ta dùng Flexbox rồi thì không dùng Grid, hay khi người ta dùng Grid rồi thì không dùng Flexbox. Thì bạn sẽ nhìn thấy những cái câu chuyện hay những cái bài viết ghi là trận chiến. Thì thằng CSS Grid là cái thằng ra đời sau. Thế thì tuy nhiên thì có những cái bài viết hay có những cái ví dụ mà bạn nhìn thấy là người ta áp dụng cả hai kỹ thuật này vào, hay người ta tìm cách để mà sử dụng hai thằng này cho nó chung sống với nhau một cách hòa bình. Lý do vì sao mà cái thằng CSS Grid ấy, nếu mà nói về mặt kỹ thuật nhé, nó rất là linh động, nó rất là linh động so với thằng Flexbox. Vì thằng Flexbox nó mang tính chất là thiết kế để dàn bố cục theo một chiều hoặc ngang hoặc dọc, thì thằng Grid có thể áp dụng dàn cùng lúc cả hai chiều. Tuy nhiên thì thằng Grid hay thằng Flexbox khi mà chúng ta sử dụng nó bị ảnh hưởng một cái, đó là cái sự ràng buộc của nó, cái sự ràng buộc của nó với trình duyệt các bạn nhé. Ta nhìn vào đây này, ví dụ như Flexbox được hỗ trợ trên tất cả các cái trình duyệt, ví dụ như Firefox chỉ cần phiên bản 22 trở lên là được rồi, FG 11 trở lên là được rồi. Thế nhưng với thằng Grid thì nó lại yêu cầu cao hơn, ví dụ Firefox phải là 52 trở lên. Đây chính là một cái ràng buộc của nó. Vậy nếu như người dùng mà họ đang dùng cái máy tính cũ, cái phiên bản Firefox nó lại dưới phiên bản 52 thì thằng Grid này nó không chạy. Thì đấy chính là một cái vấn đề nhỏ của thằng Grid đó. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ phân tích tổng quan nhé. Tôi phân tích tổng quan nhé. Tôi không phân tích hết tất cả các cái trường hợp, các cái thuộc tính, bởi vì những cái này đã được phân tích trong các đoạn video, các bạn có thể tham khảo chi tiết. Tôi mô tả lại các bạn hiểu về cách dùng nó. Bây giờ với cái kỹ thuật dùng Flexbox, tôi phân tích thằng Flexbox trước nhé. Bình thường bây giờ bạn nhìn thấy một cái trang web của bạn, bạn muốn cái thằng header này này nó nằm ở trên một hàng, sau đó phía dưới của nó có một cái hàng thứ hai, bạn muốn phân chia cái khối led content drive này thành ba cột. Thì như vừa rồi ấy, như vừa rồi chúng ta phân tích ấy, nếu mà chúng ta dùng float thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như chúng ta nói rằng là left, đúng không? Float sang left. Rồi thì right, float sang right. Tiếp theo là phần content, bạn float sang left. Tuy nhiên khi mà không nói gì liên quan tới các cái thuộc tính độ rộng, độ cao, bạn nhìn thấy cái thằng footer này bị kéo theo, chúng ta phải clear. Đấy. Và bạn có thể thiết lập những cái thuộc tính kèm theo của thằng này, width, lấy ví dụ như 20%, thằng này 20%, còn lại là cho thằng content width là 60%. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng float để ta đạt được bố cục khi truyền hình. Tuy nhiên, nếu như bạn không dùng float, tôi cần Ctrl Z quay trở lại về ban đầu nhé. Mà bây giờ bạn dùng một cái kỹ thuật khác thì bạn có thể dùng flex. Tuy nhiên thì flex ấy, thì nó liên quan đến một cái vùng là lúc này bạn phải nhóm ba cái thằng này vào một cái trong vùng chứa, tôi tạm gọi là main. Vì sao tôi phải nhóm?
tôi phải nhóm để bây giờ xác định, để tôi xác định cha của ba cái thằng này. Khi dùng cái kỹ thuật flag ấy, chúng ta phải xác định được đâu là phần tử cha, đâu là phần tử con. Lúc này phần tử cha của ba cái thằng này này, tôi tạm gọi đây là seed cho cái hàng thứ hai nhé. Tôi nốt vào đây các bạn phân biệt. Vậy thì cái hàng thứ hai ấy, cha của nó đang là cái thằng main. Thì với kỹ thuật Flexbox, main chính là cha, left content right chính là con. Người ta gọi cha là flex container, con chính là flex item. Đấy là về mặt thuật ngữ. Đây chính là flex container. Nếu mà chúng ta áp dụng kỹ thuật flex, những thằng này thì được gọi là flex item. Thế thì chúng ta chỉ cần làm một cái việc, đó là cái gì? Phần tử cha, chúng ta thiết lập cái thuộc tính display là flex. Ngay lập tức toàn bộ con của nó được kéo theo mặc định nằm trên cùng hàng. Và sau đó bạn chỉ việc áp dụng cái thuộc tính độ rộng lên các cái phần tử con để thiết lập độ lớn của nó. À đây bạn thấy rõ ràng là với kỹ thuật flex này này, bạn thấy nó linh động và nó nhanh hơn rất nhiều so với cái việc mà chúng ta dùng float, chúng ta không phải đi xử lý clear. Tất nhiên là cái kỹ thuật này cũng có thể được áp dụng vào cho cái việc xây dựng cái thằng menu nhé. Tôi lấy ví dụ như bây giờ nội dung của header tiếp tục lại là cái thằng lúc nãy chúng ta có. Thì lúc này bạn nhìn thấy cái thằng trong bên trong thằng header ấy, bên trong thằng header nhé, cái thằng nắp này này, thằng ul này, này ul là cha, li là con. Chúng ta có thể định nghĩa thằng ul display flex, ngay lập tức toàn bộ phần tử của nó xoay, không cần phải load flip gì cả. Các bạn thấy không? Nó không cần phải float gì cả. Yeah. Thế thì ở đây bạn cũng lưu ý này, tại sao khi nó thêm một cái thằng này vào đây tự nhiên lại sinh ra một cái khối trắng trắng bao xung quanh nhìn rất là xấu. À, cái này cũng là do bản chất của cái thằng UL nhé các bạn nhé. Khi nó thêm phần tử vào đây này, cái thằng UL ấy, các bạn nhìn vào cái hình dạng của nó. Thằng UL nó luôn có một cái thuộc tính margin này, nó gây ra cái khoảng cách. Bạn nào muốn loại bỏ đi có thể thiết lập là margin. Hả? Các bạn sát, không có vấn đề gì hết nhé. Luôn luôn để ý này, khi dùng UL nó luôn luôn có một cái khoảng cách. Thế bây giờ mới quay trở lại cái câu chuyện của chúng ta này. Bạn sẽ phải nghiên cứu về cái thuộc tính flexbox này. Nó là một kỹ thuật. Nó là một cái kỹ thuật khá hay dùng để phân chia bố cục. Tuy nhiên thì thằng này nó chỉ có tác dụng để mà phân chia bố cục theo một chiều nhất định thôi. Có thể là chiều ngang hoặc là chiều dọc. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm về thằng này thì có thể search cái cụm từ như tôi vừa nói ra. Select Flexbox. Có tiếng Việt thì Flexbox là gì? Thế còn bạn nào muốn tìm hiểu nó dưới dạng đồ họa thì bạn có thể search đó, dưới dạng video đó là CSS Flexbox Explain. Thì đấy là cách tôi mong muốn là các bạn học. Khi bạn hiểu được cái bản chất của nó rồi, bây giờ muốn dùng nó chi tiết để áp dụng vào một cách cụ thể thì các bạn có thể search những cái ví dụ dạng như này. Bạn nào quen đọc thì đọc,
bạn nào không thích đọc, thích xem video thì search video. Search video của nước ngoài người ta hay có những dạng đồ họa hoặc là animation đấy. Nó dễ hình dung. Có thể là bạn cứ nhìn này, thấy một cái đồ họa rất là đẹp đúng không? Mình thử xem. Container now has control over how its immediate children are laid out. By default, the flux direction is set to row, and a row has a main axis that runs horizontally and a cross axis. If we add items to the row, we can fix it. Đấy là một cái ví dụ tôi nói với các bạn về cái chuyện cách học thôi. Được. Tuy nhiên thì câu chuyện của ta bây giờ là cái gì? Đối thủ của nó. Bây giờ với cái việc dùng flex như thế này ấy, các bạn muốn thiết lập độ cao thì các bạn sẽ phải đi định dạng các cái thuộc tính khác liên quan đến độ cao. Tức là đối thủ của nó bây giờ không phải là cái thằng flex mà là cái thằng grid được dùng như thế nào. Thì bây giờ các bạn quan sát này. Tôi bây giờ tôi nếu mà dùng grid, các bạn không nhất thiết phải bọc thằng này vào main. Bây giờ năm phần tử này đang độc lập như thế này. Tôi vứt bỏ thằng main đi và loại bỏ. Thế thì bạn sẽ thấy này, tôi tạm thời bỏ cái này đi cho bạn đỡ bị rối mắt. Thì bạn sẽ thấy này, với kỹ thuật sử dụng grid thì chúng ta cũng xác định được phần tử cha và phần tử con. Tuy nhiên thì với kỹ thuật dùng grid ấy, nó sẽ phân chia thành dạng lưới. Thành dạng lưới. Cho nên cái hình ảnh của nó các bạn sẽ thấy rằng nó ở dưới dạng là bạn cần xác định cái số hàng, số cột. Tôi lấy ví dụ bây giờ với cái hình ảnh hóa như thế này. Tức là bạn đang muốn phân chia 5 phần tử bên trong cái khối định chia ấy, thành 1, 2, 3 hàng, thành 3 cột. 3 hàng, 3 cột. Thế thì lúc này cha của cả 5 phần tử là cái thằng wrapper. 5 phần tử con lúc này là header, left, content, right, footer. Bạn muốn header nằm ở hàng trên cùng. Hàng thứ hai chứa left, content, right. Hàng thứ ba chứa footer. Thì trong góc nhìn của cái grid, cha của nó là thằng wrapper. Thằng này, bạn sẽ gọi ra cái thuộc tính display là grid. Đương nhiên là với cái thằng display grid này, bạn chưa áp dụng gì ấy, thì bạn chưa nhìn thấy sự thay đổi đâu. Mà gắn với thằng này, chúng ta có hai cái thuộc tính liên quan đến định nghĩa cái số hàng, số cột của nó trên lưới. Thuộc tính thứ nhất là cái thuộc tính có tên là grid template column. Các bạn lưu ý, thuộc tính này nó có rất nhiều cách dùng. Thuộc tính này có rất nhiều cách dùng nhé. Một trong số những cách dùng của nó dùng một cái cú pháp như sau để chia một hàng thành 12 cột có độ lớn với một đơn vị đặc biệt được gọi là một FR. Các bạn để ý có một cái hiện tượng đã xảy ra khi tôi định nghĩa độ lớn cột, số cột trên một hàng là 12. Ngay lập tức bạn nhìn thấy 5 phần tử con bên trong của nó được xoay ngang trên cùng một hàng. Và mỗi một phần tử này đang chiếm độ lớn là 1 FR. Như vậy, tôi có 12 FR mà đây tôi có 5 phần tử. Như vậy nó còn dư lại 7 FR phía bên phải. Chúng ta có thể nhìn rõ hình ảnh hóa của nó thông qua việc phân tích CSS. Đây. Bạn nhìn thấy tôi dây chuột vào đây này. Thế bây giờ nhé. Nếu như tôi dùng một cái thuộc tính thứ hai có tên là grid column, tôi định nghĩa một số phần tử như sau, loại bỏ cái thằng này đi cho đỡ rồi. Tôi nói rằng cái thằng left nó nằm ở vị trí số 4. À, các bạn sẽ thấy mặc định không nói gì thì các cái phần tử tiếp theo nó nằm nối tiếp nhau, nhưng khi tôi nói left
4, có nghĩa là nó nằm vào cái vị trí cột số 4. Đó, đây là cái thằng wrapper này. Thế nhưng nếu như này, thằng header, tôi cũng nói rằng grid column, tôi bảo là cột 3, à, bạn sẽ nhìn thấy là thằng header nó nhảy sang, nó nằm vào ở vị trí của cột số 3. Thì đây cũng chính là một trong số kỹ thuật khá là hay, các bạn có thể sử dụng để sau này căn chỉnh phần tử trên một hàng cũng được. Tôi lấy ví dụ thằng footer này, tôi bảo là mày nằm ở cái vị trí cột 12. Thì bạn nhìn thấy footer này nó căn sang bên phía bên phải này. Ví dụ như thằng header này tôi nói 1 thì nó nằm ở kia. Đó. Bạn có thể dùng hai cái thằng này để căn chỉnh vị trí. Tuy nhiên đấy, tuy nhiên nhé, nếu như này tôi nói thằng này 12, bạn sẽ thấy là hai thằng này hiển thị chung một vị trí. Thằng grid này rất là linh động và rất là hay ở nhiều cái. Nhưng này, để ý này, nếu như tôi nói ở đây không phải là 12 không, mà tôi nói là span 12, thì lúc này nó mang ý nghĩa là cái thằng header của chúng ta nó chiếm độ rộng của cả 12 cột, nó đẩy những thằng phía sau xuống dưới. Vậy nếu như tôi nói left span 4, à, bạn nhìn thấy thằng left này nó chiếm độ rộng 4. Hay left này tôi nói span 3, nó chiếm độ rộng 3. Vậy bạn nhìn thấy tôi có thể áp dụng kỹ thuật này vào để phân chia cột này. Tôi nói thằng này 12 nhé, và tôi chia thành 3 vùng. Thằng này là 33, tức là thằng này còn 6, span 6. Tiếp tục, thằng này tôi nói span 3. Đấy, thì bạn thấy rõ ràng rồi đây. Tôi có một cái hàng mà chiếm độ lớn tỷ lệ 363 để mà tôi áp đặt nó. Thằng này tôi nói span. Như vậy chúng ta đã có được một cái bố cục giống như lúc nãy chúng ta áp dụng float hay là black box, một cái linh động. Thế thì nếu mà chỉ dừng lại ở đây, chúng ta sẽ thấy rằng là chưa tận dụng hết được cái hay của cái thằng kỹ thuật grid. Grid này nó còn cho phép chúng ta định dạng hay là thiết kế bố cục hai chiều. Hai chiều có nghĩa là bạn có thể áp dụng để định dạng cái chiều thứ hai là cái chiều hàng ấy. Chiều hàng chúng ta có một cái kỹ thuật là grid, là có cái tục tính là grid row template, template row. À, bạn muốn là với cái phần tử bên trong trang web của mình ấy, bạn muốn phân chia nó thành chiều hàng, các hàng nó có đặc tính là gì, thì bây giờ bạn định nghĩa như sau. Tôi muốn cái hàng thứ nhất có độ lớn là 80 pixel. Tôi muốn hàng thứ hai thì auto, hàng thứ ba cũng 80 pixel. Thì lúc này bạn sẽ nhìn thấy về mặt thiết kế của chúng ta, header chiếm nguyên một hàng, nó sẽ ứng với cái hàng đầu tiên 80 pixel. Tôi lưu lại này. Đấy, bạn nhìn thấy này. À, 80, auto, 80. Hay là nếu như tôi để ở đây là 300, họ sẽ nhìn thấy 80 300 80. Vậy người ta hay nói là kỹ thuật CSS grid là kỹ thuật hai chiều, bởi vì bạn có thể định nghĩa đồng thời cùng lúc cả chiều theo phương ngang lẫn chiều theo phương dọc, và chúng ta có một cái bố cục linh hoạt ứng với kỹ thuật CSS grid. Rồi, các bạn xem qua cái phần black box và phần grid, chúng ta có câu hỏi gì không? Rồi, tôi sẽ dừng lại một chút ở đây để cho bạn gõ lại các bạn ví dụ liên quan đến CSS grid này cho các bạn quan sát. Rồi, xin mời các bạn thử nghiệm.
vòng xoay chẳng ngơi, thay viết tặng em vài dòng này, đời là vòng.
Rồi, nếu mà các bạn không có câu hỏi nào khác, sau đây tôi sẽ phân tích cái thuộc tính mà cần trao đổi với các bạn cuối cùng trong buổi ngày hôm nay. Thuộc tính có tên là Position. Mời các bạn quan sát nhé. Thế thì, ở trong cái bài tập này, các bạn sẽ thấy tôi lấy ví dụ về một cái kết quả rất là quen thuộc với các bạn. Giả sử bây giờ trong cái phần content, phần content thì tôi mô phỏng cái ví dụ của Uptech để các bạn nhìn vào cái ví dụ của chúng ta nhé. Bạn sẽ gặp những cái hiện tượng này rất là nhiều. Ví dụ như với cái trang của Uptech này, khi mà tôi cuộn trang hay là khi chúng ta vào cái trang này, bạn nhìn thấy đây, tại sao trên cái hình ảnh này lại xuất hiện hai cái phím mũi tên được? Đấy. Vậy làm cách nào để thiết kế được phím mũi tên ở cái dạng như thế này? Thì bạn sẽ thấy này, người ta sẽ sinh ra, tôi lưu cái hình này. Người ta sẽ sinh ra cái khối thiết kế này, tôi sẽ lấy ví dụ bằng phần content luôn nhé. Khi mà giờ khi người ta thiết kế khối này, người ta sẽ thiết kế vẫn như bình thường. Tôi lấy ví dụ như ở đây có một cái vùng deep được gọi là slide item. Phía bên ngoài chúng ta có slide gọi là cái gì nhỉ? Quên mất tên. Control bên trong thằng này, bây giờ chúng ta muốn nhét nó vào đây hai cái biểu tượng mũi tên. Mũi tên thì tiếng Anh ta chỉ cần biết rõ cái từ arrow, sau đó ta sẽ chọn cái loại biểu tượng mà mình cần mong muốn lấy. Bạn lấy cái nào cũng được, không nhất thiết là phải giống hệt cái ở trong đề bài. Tôi lấy ví dụ lấy cái này đi. Một, cái thứ hai, thì kết quả chúng ta là các bạn sẽ có một cái khối gọi là cái khối chào xuân 2022 này. Thì cái hình ảnh này đang khá là lớn. Tôi style lại cái khối size control này. Style slide item.
which 100%. Bên trong cái slide item này, cái hình ảnh nó đang có kích cỡ lớn, do định dạng cái nhạc để nói rằng là mắc quýt của mày chỉ là 100% cái khối chứa này không. Thế thì các bạn cũng nhìn thấy ở trong cái khối chứa này của chúng ta này, hiện tại là đang chưa nhận cái thằng biểu tượng này đúng không, có phải chưa nhận không nhỉ? Để demo xem nó nhận hay không, ta gõ tạm vào đây cái chữ gì đó. À, các bạn có nhìn thấy cái chữ DDD này này đâu không? Bạn biết vì sao tại sao không nhìn thấy cái biểu tượng này đâu không? Rồi bây giờ để cho bạn nhìn rõ ràng cái thằng slide control này, tôi sẽ đổ tạm vào đây một cái background color. Đấy. À, tại sao chúng ta không nhìn thấy biểu tượng của nó đâu nhỉ? Rồi, bây giờ tạm thời tôi sẽ loại bỏ đi một số những cái thằng CSS ở phía trên, để bây giờ các bạn quan tâm tập trung vào cho tôi cái thằng chỗ phía dưới thôi. Left, right, delete. À, tôi tạm thời loại bỏ đi nhé. Thì các bạn nhìn thấy cái thằng khối DD ta đang có cái nền màu tím này. Các bạn quan tâm tới thằng này đây nhé. Thế thì hiện tại tôi đang chèn vào cái biểu tượng không awesome, nhưng mà các bạn nhìn thấy là nó đang hình như không nhận hay sao. Bây giờ tôi bỏ đi cái này. Bạn nhìn thấy là hiện tại đang không thấy hai cái biểu tượng đấy hiển thị nhé. Tôi thử cái biểu tượng khác. Em đúng là do vấn đề là do hai cái biểu tượng này không. Ví dụ tôi lấy một cái thằng thì bạn nhìn thấy bắt đầu nó hiển thị ra này. Vậy tôi lấy thằng này làm và tôi định nghĩa màu sắc cho hai cái thằng này. Không sao. Các bạn nhìn thấy khi thiết kế thì cái trật tự mặc định của chúng ta nó cũng giống như thế này, nó sẽ ở đây. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là nghiên cứu để thay đổi cái vị trí của nó. Thế thì vị trí của một cái phần tử ấy, vị trí của một cái phần tử nhé, mặc định nếu mà không có gì thay đổi, nó gắn với một cái thuộc tính position là static. Position là static, có nghĩa là các bạn nhìn vào hình này này, cái luồng của nó đang được đặt như thế nào thì nó hiển thị đúng như vậy, và nó gọi là normal flow. Cái giá trị static này nó gọi là normal flow. Bây giờ nếu như bạn chuyển cái giá trị static này sang một cái giá trị khác, ví dụ như là relative, bạn nhìn vào hình ảnh này bạn sẽ thấy này, nó sẽ lấy cái mốc của nó là cái vị trí ban đầu để nó dịch chuyển xuống, và cái mốc của nó bao giờ cũng là góc trên bên trái của cái khối hình. Và khi ta sử dụng cái thuộc tính position này, nó sẽ kết hợp với các cái thuộc tính về vị trí để chuyển hướng dịch chuyển. Ví dụ như bạn chuyển hướng theo chiều trên trái sẽ là laptop. Tôi lấy ví dụ với cái phím mũi tên trái hiện thời chúng ta đang có nhé. Nó đang nằm ở vị trí này. Bây giờ nếu mà chúng ta áp dụng để chúng ta tác động vào cái thằng này, mũi tên trái là cái thằng đang có cái class này. Chúng ta nói rằng position relative, tất nhiên không có vị trí chỉ hướng, không thấy sự thay đổi. Nhưng nếu chúng ta nói rằng top nhá, top âm 100 pixel, bạn sẽ thấy nó dịch lên phía trên này. Chúng ta nói là class 10 pixel,
thì sau cái chiều bên trái nó sẽ dịch sang phía bên phải 10 pixel. Trong trường hợp bạn không muốn dùng giá trị âm, bởi vì sau này khi ta thiết kế web chúng ta cũng được recommend không dùng giá trị âm, thì bạn dùng cái hướng ngược lại của top. Top âm 100 pixel có nghĩa là lấy top làm mốc, dịch ngược lại thì tương ứng với chiều đối xứng của nó là bottom 100 pixel, thì bạn có thể dùng một giá trị dương. Tất nhiên thì sau này thì bạn sẽ phải nghiên cứu để việc sử dụng cái thằng này, để tính toán làm sao cho nó hiển thị vào giữa cái chỗ này. Tuy nhiên thì có một cái đặc điểm các bạn quan sát này. Nếu như tôi không dùng giá trị là relative, tôi dùng giá trị là absolute. Tôi dùng giá trị là absolute nhé các bạn nhé. Và bây giờ tôi dùng top đi. Top 5 pixel. Thì bạn sẽ thấy này. Màu này đang là màu white, bạn không nhìn thấy nó đâu cả. Cái thằng icon này nó dịch lên tận đây này. Nguyên nhân là khi một cái phần tử có thuộc tính là position với giá trị là absolute, nó sẽ không lấy cái mốc ban đầu của nó làm mốc nữa, nó lấy cửa sổ trình duyệt làm mốc. Trừ một trường hợp đặc biệt này, một phần tử có giá trị là absolute nhưng nó có cha nó tức là cái thằng có thể là ông nó, có thể là cha trực tiếp của nó gần nhất. Tôi lấy ví dụ gần nhất của nó, tôi lấy chẳng hạn như cái thằng content này đi. Hay nói khác là phía ngoài của nó mà có một cái thằng nào đó là relative, thì bạn thấy này, nó dịch theo cha. Lúc nãy tôi dùng giá trị top 5. Đấy. Thì bạn thấy nó dịch ở lên tiếp tận đây, nếu lấy cái góc cửa sổ này là mốc này. Nhưng khi bây giờ tôi nói cũng là 50 này. Đó. Nhưng nó là absolute. Cái thằng ông của nó là relative. Bạn thấy nó dịch theo ông nó. Hay nó khác là nó dịch theo cái thằng cha gần nó nhất mà có giá trị là relative. Tuy nhiên thì với cái giá trị là absolute ấy, nó có một cái đặc điểm, nó là cái gì? Tôi cho cái trang web này dài ra để nó có thanh cuộn. Khi ta cuộn trang ấy, thằng này bị cuộn theo. Đó. Nhưng nếu như thằng này đổi sang cái giá trị là fix thì bạn sẽ thấy này, nó lại lấy cái cửa sổ trình duyệt làm mốc chứ không phải là cha của nó nữa nhá. Không phải là cha của nó nữa, tôi loại bỏ đi cha của nó này. Cha nó có hay không cũng không ảnh hưởng. Tương tự này, nếu mà cha nó không có thằng nào là relative, nó luôn lấy cái cửa sổ trình duyệt làm mốc, thì với thằng có giá trị là absolute nó vẫn bị cuộn theo. Nhưng với thằng có giá trị là fix, bạn nhìn thấy thằng này luôn cố định một chỗ, khi cuộn trang nó không bị cuộn theo. Vậy thì cái thằng position này, ngoài cái câu chuyện là chúng ta thay đổi định vị vị trí của phần tử, bạn nhìn thấy nó được áp dụng vào trong các cái bài toán, ví dụ như vào một cái trang web như thằng Pico này. Bạn nhìn thấy vào trong web tự nhiên đấy, xuất hiện một cái thằng này đứng nguyên ở một cái vị trí này. Đó, nhìn thấy không? Khi cuộn trang thấy nó không đổ, nó vẫn cứ ở đây. Đây chính là ví dụ về position đấy. Bạn nhìn thấy không? Đó, cái thằng banner quảng cáo này. Mà ta phải tắt nó đi. Để mi mắt. Đấy là chính là ví dụ của position. Thế thì cái thằng position này, khi mà chúng ta sử dụng nó để thay đổi vị trí của phần tử ấy, nó lại liên quan đến cái câu chuyện sau. Nó liên quan đến một cái thuộc tính là thuộc tính Z-index. Bạn nào để ý kỹ này, nếu như bây giờ cái thằng này tôi đổ cho nó một cái màu nền nhé. Oh,
Đấy, bạn nhìn thấy khối này nó đang có màu nền này, cứ để nó lại màu trắng này. Tôi dịch nó xuống này. Top 50 pixel. Bạn nhìn thấy thì nó ở cái trạng thái nó đang đè lên trên cái thằng phía dưới. Yeah. Tiếp tục, bây giờ tôi cũng áp dụng vào cho cái khối cái mũi tên right. Cũng với giá trị như thế này. À, các bạn thấy là hai cái thằng này này nó đang xếp chồng lên nhau. Tôi dịch chuyển thằng này ra cho các bạn quan sát. Đấy, nhìn không? Vậy thằng nào đang đè thằng nào đấy? Nếu mà không đè lên nhau thì nó như thế này. À, tại sao cái thằng thứ hai tôi đổi màu đi các bạn xin được. Đây tôi dịch chuyển vào, các bạn nhìn này. À, tôi để chỉ để khoảng độ 30 thôi. Bạn nhìn thấy là cái thằng thứ hai ấy nó đang đè lên cái thằng thứ nhất. Vậy thì đây là hình ảnh của nó này. À, khi mà chúng ta dùng cái thuộc tính position ấy, các phần tử này nó bị thay đổi một cái trục là trục Z. Chính là tương ứng với thuộc tính Z index. Mặc định thì tất cả các phần tử có Z index bằng nhau và nó nằm trên cùng một tầng, tức là cái layer của trình duyệt. Khi bạn dùng position, các cái thuộc tính này nó thay đổi. Bạn tưởng tượng nó giống như các phần tử này được đè lên trên cái layer của cửa sổ trình duyệt. Tức là bạn đang nhìn thấy tất cả các phần tử này đang nằm từ bên trên. Tuy nhiên ấy, về mặt code, với những thằng mà có cùng thay đổi cái này, thằng nào được đặt ở sau thì nó nằm ở cái layer phía trên. Thế bây giờ tôi muốn làm gì? Tôi muốn cho cái thằng mũi tên phía bên phải này này nó phải nằm đè phía bên dưới, nó nằm phía bên dưới thằng mũi tên trái, thì tôi sẽ phải áp dụng Z index vào hai thằng này. Thằng nào có Z index cao hơn thì thằng ấy nằm ở tầng phía trên. Tất cả quan sát nhé. Tôi bảo thằng này Z index 3. Ngay lập tức bạn nhìn thấy này, thằng này đè lên trên cái thằng phía dưới. Tôi bảo thằng này có Z index 2 thì đúng là nó đang bị đè rồi. Nhưng thằng này chuyển Z index lại 4. Bạn nhìn thấy nó lại đè lên trên cái thằng ở phía trên. Như vậy thằng nào mà có Z index cao hơn đấy thì nó sẽ nằm ở phía trên. Nhưng bây giờ nếu như tôi nói thằng này có Z index âm, bạn nhìn thấy thằng này có Z index âm. À, chúng ta không nhìn thấy nó đâu, bởi vì nó đang bị che bởi cái thằng hình ảnh. Nguyên nhân là do đây, Z index âm thì nó sẽ có cái ưu tiên nhỏ hơn cái layer của trình duyệt, dẫn tới nó bị tất cả các phần tử đang có nội dung của trình duyệt che mất đi. Thì đây là cái những cái thuộc tính mà chúng ta cần phải hiểu để mà chúng ta sẽ áp dụng vào cái việc định vị những cái phần tử này theo như ý muốn. Tất nhiên câu chuyện bây giờ của các bạn ấy, sẽ là phải tính toán độ lớn của cái phần tử cha để mà chỉnh được cái khối con này này vào chính giữa cái vị trí nó ở đây. Left thì không cần phải chỉnh rồi, đúng không? Left như bạn thấy như ở đây là hợp lý rồi thì thôi. Nhưng bạn sẽ phải tính toán cái thằng top này này. Đây tôi mới giả sử là cái khối cha của nó, tức là cái thằng content có độ cao là 200 pixel. Và tôi nói rằng cái thằng slide item ấy, slide item 2 là 100% rồi. Cái hình ảnh hình ảnh là chỉnh kia chưa chỉnh 2. À, tôi vừa chỉnh lại hình ảnh nhé. Thế thì bạn nhìn thấy là tôi vừa demo để thực hiện một cái việc
tôi nói rằng là hai mắc hai, hay tôi nói hai, nó đang là tối đa là 200 pixel. Và tôi nói rằng thằng này top 100 pixel. Có ai biết vì sao rõ ràng là khối trang là 100 nhá, khối trang là 200. Tôi đang nói thằng này 100 pixel mà lại chưa dịch tới không nhỉ? Bởi vì rang là fix. Tôi muốn nó theo cha nó thì tôi sẽ add cha nó relative, nó phải về absolute. Tuy nhiên bạn sẽ thấy này, nó chưa vào chính giữa mà nó cứ điểm vào chính giữa lại là cái góc trên bên trái này. Muốn thằng này vào chính giữa, chúng ta lại phải biết kích thước của thằng này. Giả sử thằng này có kích thước là 50 pixel và độ cao á, vậy tôi không để 50, tôi để 20. Đấy, hay tôi để 30. Bạn nhìn thấy là cái khối này đang có độ lớn là 30 này. Như vậy một nửa của nó là 15. Đúng ra cái thằng này tốt của nó không phải là 100 mà nó sẽ bằng 50% của cái phần tử cha, trừ đi 50% của cái thằng này, tức là trừ đi 15 thì nó rơi vào khoảng độ 85. Đó, thì bạn nhìn thấy cái thằng kia nó vào chính giữa. Tương tự cái thằng right này này, chúng ta áp cho nó bây giờ right 10 pixel. Nhá. Yeah. Right là 10 pixel, nhưng mà top bây giờ chúng ta áp dụng cho nó là cái này là absolute. Rồi áp dụng cái thằng top này cũng là 85 pixel. Bạn nhìn thấy nó ở tít tận đây này. Đó. Nguyên nhân là do cái hình ảnh ra nó đang nhỏ đó. Nhưng mà vừa rồi tôi đã áp dụng để các bạn hình dung ra được. Đây, chính là cái khối của nó. Tôi cho cái này background color để nổi bật lên cho bạn nhìn được. Thì trên đây là tôi demo cái ví dụ về cái trục tính position chúng ta áp dụng vào trong cái bài tập về định vị vị trí của cái khối này. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải định dạng lại cái khối content này. Ví dụ như mà tôi tăng chiều cao lên khoảng 350 pixel. Vấn đề là khi tôi tăng chiều cao lên 350 pixel thì tôi định vị lại cái thằng hình ảnh ấy. Thì bạn nhìn thấy là cái phần tử phía bên dưới của tôi ấy, đương nhiên nó lại không phải là 85 pixel nữa. Vậy nó giống như cái thằng phía trên ấy. Chúng ta có thể dùng cái thằng ken này này để tính toán là 50% trừ đi 15 pixel. Đến đây các bạn thấy là áp dụng cái tính chất này vào 50% trừ đi 15 pixel, như bạn thấy nó đang chưa hoạt động. Vậy thì 50% này là 50% của cái gì? 50% của gì? Vậy nếu như bạn không biết 50% này là cái con số gì thì đây chính là cái con số 350 pixel. Vậy thì 350 pixel thì chúng ta truyền vào bên trong đây. Bạn nhìn thấy nó cũng chưa hoạt động, đúng không? Rõ ràng tôi bảo chiều cao của anh là 350 pixel. Và các cái phần tử bên trong như là cái thằng slide item đã bảo là 100% độ cao. Nhưng tại sao bây giờ cái con số này tôi đưa vào đây nó lại đang không hoạt động? Để mà tôi muốn nó tự động vào đây. Vậy các bạn suy nghĩ cho tôi xem là con số chúng ta sẽ cần sử dụng ở đây là cái gì? Đưa cái phần tử này vào giữa khi mà phần tử này nó thay đổi lại độ cao nhé. Vậy trên đây là một số nội dung mà tôi demo của buổi ngày hôm nay để ra hiểu qua về một số các cái trục tính CSS được dùng trong phân chia bố cục. Chúng ta có câu hỏi gì trước khi nghỉ không nhỉ?
Rồi, nếu mà không có câu hỏi gì thì nhắc lại nhé, là các bạn có phần bài tập ở trên cái trang viết copy của hệ thống, thì đề nghị các bạn buổi thực hành, nó yêu cầu buổi thực hành, tôi sẽ phân tích lại các bạn xem xong, nhưng các bạn có thể chủ động xem trước yêu cầu để đáp nghiệm trước. Rồi, xin mời các bạn nghỉ để nhường phòng cho lớp khác.